Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với series Nhà có Tết 2019 của mình. Bây giờ là chiều 30 Tết, chính xác là 5 giờ 10. Bây giờ mình sẽ mời các bạn chia sẻ với mình cái khoảnh khắc giao thừa và mùng 1 Tết nha. Để chuẩn bị cho giao thừa và mùng 1 Tết thì mình đã đeo kính sẵn rồi đây. Tại vì giao thừa và mùng 1 Tết ấy, đối với mình là ở nhà coi TV với ba mẹ mình. Năm nay thì hơi buồn một chút tại vì anh trai chị dâu mình ăn Tết ở trong Sài Gòn. Chị dâu mình là người Sài Gòn, thế cho nên là khi mà anh trai mình cưới chị dâu mình thì có một cái thỏa thuận với nhau là ăn Tết ở hai địa điểm xen kẽ nhau từng năm, tức là năm nay ăn Tết ở Sài Gòn, năm sau ăn Tết ở Hà Nội, xong lại xen kẽ như vậy. Và năm ngoái thì đã ăn Tết ở Hà Nội rồi, cho nên là năm nay hai vợ chồng và hai đứa con đã vào Sài Gòn rồi, phải đến tối mùng 2 mới ra. Bởi vậy giao thừa và mùng 1 Tết năm nay chỉ có mình và ba mẹ mình thôi, cho nên căn nhà nó cũng sẽ khá là yên ắng. Thế nhưng mà không sao cả, mình rất thích ở nhà các bạn ạ. Mình là cái người rất là thích ở nhà, mà lâu lâu mình cũng mới về mà, thế cho nên là mình thích ở nhà với ba mẹ mình xem tivi, ăn uống, cúng kiếng, chuẩn bị Tết thôi. Vậy mình mời các bạn cùng với mình năm nay chia sẻ giao thừa và mùng 1 Tết với nhau nha. Alo, alo, alo. Em đang ngồi ở cái chỗ mạnh nhất nhà em đấy. Các bạn, nhà anh bạn thân chuyển sang một cái nhà mới. Người ta bỏ đi, người ta để lại một bất ngờ cho nhà anh bạn thân. Tức là bây giờ thì cũng coi như là nhà mình rồi đó. Người ta để lại một con chó. Và đây, con chó đây, đợi một tí. Đây, hiện nó đang ở ngoài ban công. Nó đang ở nhà mình với anh bạn thân. Đó, nó đó. Đó, đó, nó đó. Nghe anh bạn thân nói là nó còn bé ở con Huy nữa. Và nó rất ngoan, và nó rất thân thiện, và nó rất này, rất kia, mình nghi lắm. Bạn đấy xem vài hôm nữa để có thể. Nhưng mà hỏi có thể gì thì không nói. Đó, đó, thế đó. Chưa bao giờ đi bậy hả? Thế nó đi vào đâu? Bao giờ anh dắt thì nó đi gì? Dắt thì nó mới đi. Tối nay thì là nhà mình sẽ ăn miến măng. Tại vì nó nhẹ nhẹ, nó nhẹ bụng và nó dễ tiêu. Tại vì 12 giờ thì sẽ cúng giao thừa. Thế cho nên là phải ăn cái đồ giao thừa nữa lúc 12 giờ mà mình thì không muốn béo lên, bụng to. Thế cho nên là bữa tối nên ăn nhẹ nhẹ thôi, để bụng, để ăn cái bữa giao thừa. Đúng là Tết rất là dễ tăng cân, các bạn công nhận không? Mấy hôm nay xem những cái vlog Tết của mình ấy, các bạn có vẻ có một cái lo lắng là mình ăn nhiều quá. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn trèo lên cân xem là nó bao nhiêu cân nhá. Để cho các bạn yên tâm. Đây, nhà mình có cái cân đây. Nó không hiện đại như cái cân ở Sài Gòn, tức là nó không có cái màn hình hiện số. Thế nhưng mà cân nào mà chả được, đúng không? 49,5 kg, tăng nửa cân. Mình sẽ cố gắng ở trong cái mức 49 kg khi mà qua Tết, khi mà đến cái đám cưới. Thực ra khi mà hết Tết ấy, thì mình vẫn còn một thời gian nữa cho đến cuối tháng. Thế cho nên là cũng không quá lo đâu nhá, yên tâm, đừng lo. Con xin. Đây, bữa tối nhẹ nhàng thôi. Miến măng và mấy múi bưởi. Đây là đèn sưởi nhà tắm nhà mình này các bạn. Hà Nội phải có cái đèn sưởi nhà tắm nữa không, lạnh lắm. Bây giờ thì mình sẽ tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ. Mình đã tắm rồi. Mọi người thường đến tối mới tắm, thế nhưng mà mình chỉ khoảng gần đến chiều tối là mình tắm rồi. Lạnh lắm, mình không thích tắm tối. Về đây mình cố gắng mình tắm buổi chiều chiều là mình tắm rồi. Bây giờ thì mình sẽ tẩy trang thôi. Chuẩn bị nằm xem táo quân cho nó sướng. Bây giờ gần 8 giờ rồi. 8 giờ rồi, thế nhưng mà bây giờ thì đang quảng cáo rất là dài, rất là lâu. Các bạn biết những cái chương trình như này mà sẽ quảng cáo rất là lâu. Bây giờ mình sẽ tẩy trang xong rồi ra nằm coi là vừa. Nằm coi ba mẹ mình, năm nào cũng thế hết. Có nhiều rồi, mới được bổ nhiệm. Hai cậu ấy phụ trách việc ra vào buổi chiều của các áo. 12 seconds later. Ok các bạn, đã hết táo quân rồi. Bây giờ thì nhà mình và mẹ mình sẽ chuẩn bị bàn thờ để cúng tất niên. Mình tất nhiên là ngủ gật rồi. Năm nào mình cũng ngủ gật qua táo quân hết. Nó gần giống như là một truyền thống của mình vậy đó. Truyền thống của mình là ngủ qua táo quân. Ok các bạn, nhà mình đã cúng giao thừa xong rồi. Bây giờ thì sẽ chờ nhang nó cháy và ba mình thì chuẩn bị
đi ra ngoài để về sông nhà, năm nào cũng vậy hết. Ba mình sẽ đi ra ngoài khoảng tầm 10-15 phút trước giờ giao thừa, sau đấy thì sẽ quay trở lại nhà sau giao thừa để sông nhà ở đó. Nhà mình năm nào cũng như thế cả. Bây giờ thì mình như thường lệ là ngồi trước tivi chờ xem pháo hoa thôi. 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Ok các bạn, bây giờ gia đình mình đã dùng xong tiệc tất niên rồi. Cũng là một cái bữa ngắn thôi, chứ nhà mình thì chỉ có 3 người cho nên là cũng rất là nhanh, chứ cũng không linh đình như nhà người khác. Bây giờ thì mình đã lên, mình chuẩn bị đi ngủ đây. Ngày mai mình đã sẵn sàng cho mùng 1 rồi. Mình có rất là nhiều phong bao lì xì, bây giờ mình sẽ soạn này. Bao lì xì thì là mình không phải mua một cái nào cả. Mình được tặng này, đây là thức ăn mèo này, phong bao của quán cà phê này, phong bao của hãng giày này, đây là phong bao của hãng sức khỏe và làm đẹp này, đây là phong bao của trung tâm thương mại này. Mình sẽ soạn phong bao lì xì và đi ngủ thôi. Mình chắc chắn là giờ này thì các bạn cũng đã được chúc rất là nhiều từ người thân, từ TV, từ báo đài là năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe hạnh phúc vân vân. Thế thì mình cũng sẽ không nhắc lại những cái đó nữa, kẻo các bạn chán. Mình chỉ chúc các bạn một năm mới ấy. Mình nghĩ là hãy nhận ra rằng thời gian nó sẽ không quay trở lại. Mình thề với các bạn là năm ngoái đến năm nay ấy, mình chỉ chớp mắt một cái mà từ Tết năm ngoái đã tới Tết năm nay rồi. Và mình không nói phóng đại lên để tạo cảm giác hay là gì, thực sự mình cảm thấy là mình chớp mắt một cái là đã qua năm mới rồi. Thế nhưng cái năm vừa rồi là cái năm mà mình làm được rất là nhiều việc mà mình mong muốn, và mình cũng mong cái điều tương tự cho các bạn, tức là thời gian nó trôi qua, nó không bao giờ quay trở lại cả. Năm vừa rồi cùng với những cái điều mà mình đạt được thì mình cũng được tiếp xúc với rất là nhiều người so với trước đây, và mình nhận ra là quá nhiều người không liên quan ở trong xã hội, người ta lấy những cái sự bất an của chính người ta lôi ra để làm cái lá chắn, để tìm cách nói với các bạn là các bạn phải sống theo cái cách của người ta, các bạn phải yêu theo cái cách của người ta, và các bạn phải cư xử theo cái cách của người ta mới là đúng. Tuy nhiên, thực sự những người mà đang tìm cách chèn ép các bạn về mặt tâm lý, về mặt tình cảm đó, thực sự người ta không là ai cả, người ta không là ai trong cuộc đời này cả, mà người ta không là ai trong cuộc sống của các bạn cả. Thế cho nên là mình chúc các bạn một năm mới dũng cảm. Dũng cảm để sống theo cái cách mà mình muốn. Đừng bao giờ để bất cứ ai bảo bạn là bạn phải làm như thế này như thế kia, để rồi bạn làm như vậy vì sợ sau đấy thì bạn quay lại bạn trách là tại vì bạn không được làm theo ý của bạn. Hãy làm cái điều mình muốn và hãy chịu trách nhiệm với cái việc mà mình làm. Mình chúc các bạn một năm mới như vậy. Bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai mùng 1 Tết nha. Chúc một năm mới các bạn. Chúc mừng năm mới các bạn. Sáng mùng 1 Tết rồi, mình mới ngủ dậy. Bây giờ việc đầu tiên của mình sẽ là xuống mừng tuổi ba mẹ mình và chúc Tết. Để mừng tuổi ba mẹ mình sẽ chọn cái phong bao. Cái này mình thấy đẹp và truyền thống này. Có hai màu vàng với đỏ. Mình sẽ chọn bao màu đỏ đi. Ba mẹ mình truyền thống cho nên là thấy cái gì màu đỏ là thấy Tết. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng con gái nhé. Nhân dịp năm mới, con xin kính mừng tuổi ba mẹ. Xin lỗi là không có hai tay và đang cầm cái máy. Năm mới, con chúc ba mẹ đồ đạc ít hơn, nỗi lo ít hơn, niềm vui nhiều hơn và tự do nhiều hơn. Rồi, cảm ơn con gái. Đấy, ba mẹ cũng có tí quà. Con xin. Con cảm ơn ba mẹ. Thật là đỏ rắn như là những tờ tiền. Mình đang làm món gỏi bưởi nha các bạn. Mình làm món gỏi bưởi xong, mình phát hiện ra là mình làm ít tôm quá, hơi ít tôm một chút, cho nên là mình ngâm thêm một ít tôm khô. Đấy, một tí hành này, một tí hành củ này. Phải nhanh tay một tí không, cái chảo nó đang ở trên bếp này. Mẹ ơi, cái chảo nó đã khô chưa mẹ? Mẹ cho con xin tí dầu vào đấy mẹ. Họ hàng nhà mình năm nay đi du lịch rất nhiều, thế cho nên là mình phải tìm đến những đứa mà nó cũng cô đơn giống như mình trong ngày mùng 1 Tết rồi đó.
ngày hôm nay dù mình già nhất ở đây mình vẫn có mừng tuổi. Bây giờ mình sẽ bốc mừng tuổi của Ninh Tito đã bạn. Bật mí là ở trong đây tờ lớn nhất sẽ là 500.000 và tờ nhỏ nhất sẽ là không có gì. bây giờ bốc được tờ 500.000 thì cả tờ lớn nhất và cả tờ nhỏ nhất đều chưa ai bốc phải. Tốt nhất không nên lưỡng lự, chọn là phải chọn ngay. Bền anh, bền anh. Rồi bốc vàng đi các khác. Rồi. Đây là phong bao của mình. Đây là phong bao của mình ở nhà. Đây. Đây. Cái gì? Ôi, 10% của mình đường lớn nhất. Từ giá trị lớn nhất. Trên đây cái màu đỏ đấy lắm. Bởi vì tờ to nhất là nằm trong màu đỏ. Wow. Gần được một cốc cà phê. Vậy là chúng ta chưa tìm được chủ nhân của tờ 500.000. Em đã rất mong là nó sẽ được tìm ra ngay trong ngày mùng 1, nhưng mà thật sự có lẽ là quá khó trong 40 cái tờ này. Các bạn, outfit of the day. Mình biết là mình đã mặc cái áo này đã phải. Em nhìn rất quen rồi. Cái áo này là đi chơi với Dino cũng mặc rồi. Áo này xuất hiện từ cách đây phải nửa tháng à? Nửa tháng nhỉ? Cho một cơ hội giải thích. Bây giờ cái vali ra Bắc ấy, nó chỉ có một cái áo nỉ này và hai cái áo không mặc nhà. Về Hà Nội này ấy, thì có hai cái áo len có thể mặc trong Tết. Wow. Chỉ có hai cái áo len thôi. Thì á, định mặc áo len trong Tết. Thế nhưng mà bây giờ nó nóng như thế này thì chị chỉ có hai sự lựa chọn. Một là mặc áo không mặc nhà, hai là mặc áo nỉ này. Đấy là lý do mà các bạn chỉ thấy mình ở trong cái áo này mà thôi. Thực sự là chỉ có thế mà thôi. Và chị đang không kịp đi mua sắm để có thể là chọn thêm một cái áo khác. Các bạn cũng phải hiểu là ngay từ khi bước xuống máy bay lên xe ô tô là chị ấy đã buông những cái câu rất là buồn chán rồi. Ngày hôm qua có một bạn bình luận là ngày hôm nay cái vlog của ngày 30 Tết vui quá. Em mong chờ cái vlog ngày mùng 1 Tết của chị để xem chị mặc cái gì. Kiểu như là outfit của cái ngày đặc biệt nhất của năm của chị là cái gì. Đây các bạn, đây. Đây, còn vẫn gì là chiếc quần mà mọi người thấy cái hình ở trên Facebook của chị Giang là từ ngày 27-28 Tết là chị đã mặc chiếc quần này rồi. Thế thì em nghĩ là chúng ta nên thiết kế một buổi đi shopping. Chào các bạn, mình đã về đến nhà rồi đây. Có một cái mình phải kể cho các bạn nghe. Mình vừa mới nhận Foster một con mèo. Con mèo này vừa được đưa đến nhà mình chiều nay. Mình thì mình có giữ liên lạc với một số bạn ở những cái trung tâm cứu hộ ở ngoài Hà Nội này đó. Và bạn ấy kể với mình là bạn ấy nhặt được một con mèo. Và bây giờ không ai Foster cả. Tức là Foster là gì? Foster là trông con mèo cho đến khi mà tìm được chủ mới đó. Không phải là nuôi luôn mà là Foster. Như vậy gọi là Foster, gọi là trông tạm đó. Thì không có ai Foster mèo cả. Ngày hôm nay là mùng 1 Tết, mèo lại còn màu đen nữa. Thế cho nên là chắc chắn, thực sự có lẽ là sẽ chẳng có ai làm nếu mà mình không làm. Cho nên là mình bảo ok, mang mèo qua đây. Thì bây giờ con mèo nó đang ở trong nhà tắm. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Khổ thân con mèo nó phải ở nhà trong cái lúc mà mình đang đi vắng ấy. Sao đây? Ui dồi ôi, nó ăn cái bụng nó. Trước khi đi mình để một cái lon đồ ăn ở đây mà. Đây. Đây là cái hộp mà mấy bạn vận chuyển, mấy bạn mang con mèo tới. Đây là cái đồ cát của nó. Mình vừa mới thả nó vào đây là nó đái ngay một bãi. Khôn lắm. Đấy, nhìn nó này. Sao? Đây, cho bạn xem. Đây. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Chưa xác định được là đực hay cái. Có vẻ như là đực. Ôi trời ơi, trời ơi. Tội chưa? Ôi dồi ôi. Kêu khản cả giọng rồi. Giờ kêu hết nổi rồi. Tức là bây giờ mình sẽ trông con mèo này cho đến khi một là tìm được chủ mới đến đón, hai là cho đến cái ngày mình vào lại trong Sài Gòn thì cái bạn ở bên cứu hộ sẽ phải sang đón nó lại về. Tạm thời trong cái lúc mà thiếu nhân lực và trong cái dịp Tết nhạy cảm như thế này thì thực sự là cái số người mà chịu trông một con mèo đen gần như là không có, chỉ có mình thôi. Mặc dù mình Tết mình cũng sẽ rất là bận và mình cũng sẽ không có nhiều thời gian cho nó ấy, thế nhưng mà cứ có một cái chỗ ở an toàn là tốt cả đã. Tìm chủ là thì như thế nào đó để tính tiếp. Đó. Tình hình là như vậy. Bây giờ mình sẽ chỉ ăn cơm với ba mẹ mình. Sau đấy mình lên mình làm việc, mình edit chính cái vlog này để ngày mai post lên cho các bạn xem. Thế cho nên là sẽ mất thời gian một chút. Mình sẽ kết cái vlog tại đây. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ series Nhà Có Tết 2019. Tạm biệt các bạn ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Tạm biệt.